Hậu COVID-19 là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay. Những biểu hiện khó thở hay thường xuyên mệt mỏi khi làm việc tưởng chừng như không đáng lo ngại, nhưng nếu xem thường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang chuyên điều trị những ca bệnh nặng từ tuyến huyện chuyển lên. Mỗi ngày tiếp nhận từ 8 cho đến 10 ca. Trong đó, bệnh nhân hậu COVID-19 chiếm 50%. Ông Huỳnh Văn Năm, 91 tuổi, ở xã Phú Tân, vừa điều trị khỏi COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, thì nay phải nhập viện cấp cứu vì khó thở, suy hô hấp, viêm phổi nặng. Thở oxy rồi thì mệt, ngồi gì giờ cũng mệt luôn. 5 phần, 10 phần mà còn hết 5 phần. Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, bệnh nhân lớn tuổi khi khỏi COVID-19 thường xuất hiện các triệu chứng kéo dài, như tăng huyết áp, tiểu đường, trào ngực dạ dày, suy hô hấp, suy giảm chức năng, rụng tóc, tinh thần mệt mỏi, khó thở, uể oải. Từng là người khỏe mạnh, nhưng sau khi khỏi COVID-19, bà Mai hay mệt, có khi thở dốc. Ho là mệt, còn ăn uống thì ăn chưa được nhiều nữa. Bữa ăn chén cơm, non chén nhà, phải điều trị hoài vậy đó, rồi về nhà cũng phải mua cái bình oxy á. Rồi mình tập từ từ và bỏ. Những người mà lớn tuổi, 60 tuổi trở lên, có những cái bệnh lý nền, và thậm chí những người trẻ luôn, khi mà nhiễm COVID mà có bệnh lý nền, thì nó sẽ thúc đẩy những cái bệnh lý nền nó diễn tiến nặng hơn. Ví dụ như là những người có bệnh lý tăng huyết áp, bệnh lý thiếu máu cơ tim, bệnh lý đái tháo đường, thì khi nhiễm COVID, những cái bệnh lý này nó sẽ diễn tiến nặng hơn nữa, có thể là chuyển sang một cái bệnh lý hội chứng mạch vành cấp, người ta gọi là nhồi máu cơ tim cấp. Đó, những cái bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp thì cái nguy cơ tử vong rất là cao. Trong số gần 28.000 ca nhiễm trong tỉnh, tỷ lệ hậu COVID-19 chiếm khoảng 50%, phần lớn là người trên 60 tuổi có bệnh nền. Đáng chú ý, nhiều trường hợp hậu COVID-19 kéo dài khiến cho bệnh nhân không thể trở lại làm việc. Do vậy, việc kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 là rất quan trọng. Do nhu cầu hiện nay, tình trạng mà nhiễm COVID và hậu COVID rất là nhiều, thì trên tinh thần đó thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang thì cũng có bước chuẩn bị là một cái đơn vị điều trị hậu COVID. Thì đơn vị đó có thể là trực thuộc của khoa hồi sức tích cực chống độc. Sau khi điều trị giai đoạn hậu COVID ổn định ở tại bệnh viện tầm khoảng 10-14 ngày, thì bệnh nhân ổn hoàn toàn thì sẽ cho ra viện. Đối với những cái trường hợp mà hậu COVID nên tái khám trong khoảng từ 2-4 tuần. Dự kiến 2 tuần nữa, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang thành lập đơn vị phục hồi chức năng hậu COVID-19 với 20 giường bệnh. Đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh nhằm chăm sóc, khôi phục sức khỏe và tinh thần cho những bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19.